Cảm xúc của mình khi em cùng với đồng đội vừa được nghe bức thư của Thủ tướng gửi? Thực sự là toàn đội cảm thấy rất là xúc động khi là sự quan tâm của Thủ tướng cùng tất cả người hâm mộ và Việt Nam ở bên Việt Nam đã luôn sát cánh cũng như là dành sự quan tâm cho đội tuyển trong suốt thời gian những điểm biên khả năng chống giải đấu bạch hầu nhưng mà thực ra thì phải nói rằng là thi tiên tám giờ tối mai nhá đánh giá của ban luyện như là toàn đội là bọn em phải có sự tập trung cũng như là sự chuẩn bị tốt nhất để hướng vào trận đấu. Sau những sự phân tích của toàn đội của ban huấn luyện thì đâu là những điểm bên phía của Triều Tiên chúng ta phải chú ý nhất? Em nghĩ là Triều Tiên là một đội bóng thi đấu khá là gắn kết và có một sức mạnh như là một sự quyết tâm rất là cao, và toàn đội sẽ phải chiến đấu và phải có sự quyết tâm cao hơn để muốn giành chiến thắng. Câu hỏi cuối ạ. Hai trận chúng ta đều chưa ghi được bàn thắng, vì liệu có vấn đề chủ trạc trên mặt thuật tấn công không ạ? Em nghĩ là hai trận đấu vừa qua thì có những cái mặt mà các cầu thủ cần phải cải thiện, như là cần đưa ra những cái sự quyết định như là quyết đoán, như là tăng cú sút nhiều hơn để cải thiện được cái về ghi bàn thắng hơn. Thank you.